Sau hàng thập kỷ duy trì chính sách một con, những năm gần đây Trung Quốc lại thay đổi khi khuyến khích người dân sinh nở nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Nhiều địa phương đơn vị cũng có cách thức riêng để khuyến khích người dân, nhân viên của mình. Mới đây thì một công ty công nghệ nông nghiệp tại Bắc Kinh thông báo sẽ thưởng tiền và tăng ngày nghỉ cho mọi nhân viên sắp có con. Mức thưởng này lên đến 14.000 đô la Mỹ nếu đó là con thứ ba. Theo kế hoạch của công ty công nghệ nông nghiệp Dabenom, các nhân viên sẽ được thưởng hơn 4.700 đô la Mỹ nếu có con đầu lòng. Số tiền này sẽ tăng gấp đôi, gấp ba, tương ứng với con thứ hai và thứ ba. Do vậy, người có con thứ ba sẽ nhận được hơn 14.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Thời gian nghỉ thai sản của nhân viên nữ cũng sẽ tăng lần lượt 1 tháng, 2, 3 tháng và 12 tháng. Còn nhân viên nam được nghỉ thêm 9 ngày, bất kể là con thứ mấy. Theo chính sách của Trung Quốc, phụ nữ được nghỉ thai sản 98 ngày, nhưng người cha không được nghỉ chính quyền các địa phương thường tăng số ngày nghỉ thai sản cho người lao động nữ và cho phép nam giới nghỉ từ một tuần đến một tháng nếu có con. Đại bệnh ông là công ty đưa ra mức thưởng hào phóng nhất trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc khuyến khích sinh thêm con nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân khẩu học vì già hóa dân số. Vào tháng 9 năm ngoái, một ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông cũng có chính sách là tặng mỗi tháng 510 đô la Mỹ cho mỗi em bé sinh sau ngày mùng 1 tháng 9 nhằm khuyến khích sinh đẻ. Các gia đình sẽ nhận trợ cấp tới khi con được 2 tuổi rưỡi, với tổng số tiền lên tới hơn 15.000 đô la Mỹ cho mỗi em bé. Tổng số tiền trợ cấp khoảng vài triệu nhân dân tệ do một người giàu trong làng đóng góp. Nhiều ngôi làng khác ở Trung Quốc cũng có chính sách tương tự. Năm 2020, chỉ có khoảng 12 triệu trẻ sơ sinh chào đời tại Trung Quốc, giảm 18% so với năm trước. Con số này thì tiếp tục giảm vào năm 2021.